quên cái vỏ. Trời ơi, hết hồn, hết hồn. Lại. Sao 15 là sao? Ủa cái cân bị cái gì ta? Mình theo. Ủa sao tự nhiên chạy? Ủa cái gì kìa vậy? Hả? 70 hả? Trời ơi, cái gì kìa vậy? Mình bỏ cái vỏ xuống, lẽ nó phải 40 mấy chứ ta? Lẽ cân bị hư ta? Trời ơi, có cái điện thoại. Ôi, nhiều khi mạng nó lắc cho nên cân nó lắc theo. Đúng rồi. Bỏ hết điện thoại, bỏ hết cái vỏ là phải xuống 47. Lại nè, 47 là... Ủa sao tự nhiên nặng hết? Trời ơi, ủa là ông hả? Hay quá ha. Đứng yên đó. Đụng vô đi. Chết bây giờ. Nè, tôi ngắt nha. Đừng buồn nha. Cho một ly canh dắt ít đá ít đường tiền cũng vẫn vậy nha. Chính tự làm đi. Con mệt rồi. Con không muốn làm gì nữa hết á. Tự làm. Cái gì kỳ cục vậy? Dạ không sao. Hai người ngồi đi để con làm cho. Bữa nay không vấn đề. Không có vấn đề hả? Không vấn đề. Nó khùng hả? Không phải khùng. Hơn khùng. Hơn khùng. Động kinh hả? Động kinh hơn động kinh. Động nóc hả? Động nóc là động gì chứ? Ai biết nữa, động kinh hơn động kinh, động nóc. Chính rồi, nặng lắm rồi, chính rồi. Vậy ví dụ như vậy có biết không? Tại sao không hỏi đi? Thôi không biết. Nghe nè, sáng giờ vậy đó, sáng giờ nè ngồi thẫn thờ nè, rồi sau đó là nằm thẫn thờ nè, rồi họ không biết sao quỳ thẫn thờ. Quỳ thẫn thờ là quỳ sao ra thẫn thờ? Lúc giá hồng địa con không biết quỳ sao nữa, quỳ vậy nè. Thấy lạ chứ? Lạ lắm Chính ơi. Sao quỳ cục quá vậy ta? Không hiểu vì sao luôn á Chính. Con ơi, chị cứ diễn ra miệng lại. Sao vậy nói nghe coi? Sao mà bị vậy hả? Tại Chính đó. Lấy vô gì nghe. Chính còn hỏi con nữa. Cái gì vậy? Ra nông nổi này là tại Chính hết đó. Chính thờ đây. Cái gì mà tại túi hả? Tại túi cái gì? Tại Chính ơi, Chính nào? Chính á, Chính cho con ăn. Bây giờ Chính còn hỏi nữa. Con lên 2kg rồi đó. Ủa? Là nãy giờ là chuyện chỉ có nhiêu đó hả? Là cái chuyện mà em tăng cân thôi hả? Em làm quá vậy em. Làm lố thiệt đó. Lố cái gì? Anh có phải là em không? Anh có phải là em mà anh có hiểu được cảm giác của em không? 10 ngày nay em nhịn ăn. Em xuống được 2kg. Qua nhà Chính ăn có một bữa à. Ông tới 10 phút nữa. Bây giờ lên 2kg. 10 ngày sẽ là 20kg. 20 ngày là 40kg rồi. Con không còn là con gì nữa. Mà sẽ thành một con heo. Con sẽ là con heo. Khi con chết con sẽ thành ma heo. Ai biểu cố sáng đi qua nhà ta. Cái mâm cơm của ta dọn cho cả trình ăn. Nó vô đúng 10 phút ăn hết cả cái mâm cơm. Lên ký là phải rồi. Để mà tăng cái tình hình khách ở quán này, mình phải coi tử vi hàng ngày mới được. Coi hôm nay coi. À, tử vi hôm nay, nếu như mà hôm nay tìm được người hợp với tuổi thì đảm bảo khách sẽ tới nườm nượp. Lưu ý, nếu như tìm người kỵ tuổi, coi như hôm nay buôn bán không được. Không được rồi. Tình hình này á, là mình phải duyệt tuổi trước khi mà cho mở hàng. Chứ nếu mà buôn bán không được á, dễ gì gì tư hả? Có ngày đủ mình chết. Không được, không được.
Hôm nay nhà ai mà hợp tuổi tôi với bán, còn không hợp là không cho đi luôn. Chào em. Ủa anh Hà, cho anh một ly u như kỹ. Trời, rồi. Ý quên cái gì? Hết cà phê hả anh Hà? Anh tuổi gì? Sao tự nhiên hỏi tuổi anh? Bữa nay chuyển sang làm nghề thầy bói. Có gì không cần biết. Đây giờ anh sẽ nói cho em biết tuổi anh là tuổi gì. Ủa mà anh Chi có gì không? Anh phải hợp tuổi xem mấy bé cà phê cho anh được. Có vụ đó luôn. Là phải hợp tuổi là hợp với em hả? Ừ đúng rồi. Là em mới bán cà phê cho anh. Đúng rồi. Từ lúc nào em tin cái chuyện tào lao mới lao là vậy? Đây là cái vấn đề rất là khẩn thiết. Anh hiểu không? Bây giờ phải hợp tuổi thì em mới cho anh mở hàng. Nếu như mà hôm nay anh không hợp tuổi, em mở hàng cho anh một cái đi. Cái quán em bé nhệ từ sáng tới tối luôn. Em đã vô duyên rồi mà bây giờ em còn rồi. Bây giờ làm sao? Bây giờ anh nói không nói lại thì em bán. Anh tuổi mùi. Tuổi mùi, thìn tuất sửu mùi, tứ hành xung. Chưa được uống một ly cà phê nào hết. Em bây giờ em nể tình anh là khách mối quen nha. Mặc dù anh hay thiếu nhiều nhưng mà em nể tình anh là khách mối quen đi. Em cho anh uống một ly này nữa thôi. Em biết rồi, em biết rồi. Nhưng mà anh nào ơi, thật sự là anh cũng nể tình em là cái người phục vụ cái quán này, anh hiểu không? Anh nể tình là nếu như mà hôm nay em ở vậy em sẽ bị đuổi, anh làm ơn anh đi khỏi quán giùm em đi. Rồi tới chiều tối thì em mở hàng được một cái người mà người ta hợp tuổi em, các em bán cho anh ly cà phê liền. Bây giờ hết rồi, vòng vòng quanh xóm đi coi ai bán cà phê uống. Quen cà phê này cho anh một ly, anh uống một ly thôi. Anh hiểu không? Không phải là em không bán mà anh đi giùm em cái đi. Nhanh lên, chợ xui quá, đi nhanh lên. Đi. Không bán luôn. Không có bán được. Đuổi. Em lại anh em. Đừng lại. Anh mà không đi đó. Đi. Bù lập. Chào em. Dạ chào anh. Ủa anh uống cà phê à? Dạ à, anh cho em hỏi là anh tuổi gì? Tuổi gì hả? Dạ đúng rồi. Vụ này lạ nghe. Anh đó giờ đi uống nước biết bao nhiêu quán, người ta hỏi anh uống gì không chứ bao giờ hỏi tuổi anh đâu. Tại vì quán em có chương trình đặc biệt, có chương trình là khuyến mãi đặc biệt. Chỉ cần mà anh nói tuổi đi, nếu như mà cái tuổi của anh nó hợp với lại phong thủy thì anh sẽ được uống nước miễn phí. Có vụ này luôn? Dạ có vụ này luôn. Còn ví dụ như giả sử mà không hợp đó, thì quán có một cái chương trình là hướng dẫn. Hướng dẫn là quý khách đi qua một cái quán khác uống nước ngon hơn. Nói chung là có hai chương trình. Mà mình uống bao nhiêu loại cũng được luôn. Dạ cũng được luôn. Chỉ cần hợp thôi là được khuyến mại. Dạ đúng rồi. Vậy cho anh ly cà phê sữa đi. Em muốn biết cái tuổi trước đó anh. Anh tuổi tỵ. Tuổi tỵ. Chờ xí nha. Tuổi tỵ. Được không em? Được không em? Ổn không? Ổn đúng không? Hợp nha. Ôi, từ sáng tới giờ ở nhà không chịu tới đây. Tới đây sớm một tí xíu là được rồi. Uống cái gì, Vậy cho em đi cà phê sữa đi. Ok. Khoan. Hả? Cho em có cam không? Có nước cam luôn. Cầm giác nha. Đổi cà phê sữa nước cam không? Không, thêm ly cà phê sữa rồi. Ly cầm giác nè. Nãy nó là chỉ có cà phê sữa với cam giác thôi phải không? Có sao bôi tre mà. Cho anh thêm một ly sao bôi tre. Rồi. Mà nó cam là sao bôi tre luôn. Mà có sữa nữa. Sao bôi tre mà có sữa nữa hả? Đúng. Chốt chưa? Một mình anh uống hết 3 ly luôn hả? Anh cảm thấy miễn phí là được hết á. Bây giờ mới biết tuổi tỵ
nhiều tới như vậy. Không sao, không ổn. Hợp là được, hợp là được. Dạ 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 dạ. Không sao, hợp tuổi là được, hợp tuổi là được. Nhiều mánh. Chờ xíu nha, chờ xíu là có liền. Không, không sao em, anh ngồi tới chiều cũng được. Con ơi Chính, Chính đã uống cái gì không? Con làm cho, con làm cho Chính uống. Ủa, sáng giờ không ai mở hàng hết hả? Không có, quán bữa giờ bác.